Xin chào anh em. Lâu không quay vlog anh em ạ. Chả là sắp 20 tháng 11 rồi. Ông Mottel TV, ông ấy ra đây để tri ân thầy anh em ạ. Mình có chỉ dạy ông đó làm YouTube và đến bây giờ là gần 4 năm rồi. Ông Tèo ông cũng là hàng em kết nghĩa của mình đó, kết nghĩa 3 năm trời. Bây giờ kênh của ông ấy được 100.000 đăng ký anh em ạ. Ông ấy đang ôm mũ bạc ở trên máy bay rồi, ra đây bảo là vinh quy bái tổ đấy. Mới rủ thêm những anh em thân thiết nữa. Bọn mình sẽ làm một cái bữa ọp nho nhỏ nhá. Đấy, coi như là chia vui cùng cái nút bạc của ông Mottel TV 100.000 đăng ký. Với anh em khác thì bọn mình không biết như thế nào, nhưng mà đối với bọn mình 100.000 đăng ký quá lớn rồi anh em ạ. Bọn mình vui mừng hóng cùng ông Tèo đến bây giờ là 15 ngày anh em ạ, nút bạc mới về. Ship nhanh thật anh em ạ, bên UPS của Mỹ ship về có đúng hơn 2 tuần một tí rồi là đến nơi rồi. Bây giờ mình sẽ đi sân bay đón ông Mottel và mấy anh em nữa, có ông Phúc này, ông Minh, hai ông Minh luôn anh em ạ. Đang test bằng con DJI Pocket 3 này luôn, xem nó nét không. Đó. Quay đêm rồi nhá, tối luôn này, đoạn này không có đèn. Lên đường anh em ơi. Bây giờ mình sẽ xuống chỗ cây xăng quân đội gần dưới đền Hùng ấy. Mình mua con lợn ở bên Cẩm Khê, người ta đang gửi xe khách về chỗ đó rồi. Xe khách nó sẽ dừng ở chỗ cây xăng, mình sẽ xuống đó lấy nhá. Sau đó sẽ cho con lợn đi du lịch xuống tận sân bay Nội Bài luôn. Chứ bây giờ mà mình đem con lợn vòng về ngược nhà để thì xuống đó mấy ông kia không kịp mất anh em ạ. Con lợn được đi sân bay luôn. Rồi đợi xe khách thôi nha. Ui hôm nay đang mưa chứ, ngoài Bắc mình bây giờ đang có, anh em nhìn đây, outside đang có 18 độ thôi. Ông trời ông cảm động, Mottel ông rơi nước mắt luôn anh em ạ. Mấy khi được ăn lợn của Mottel đâu. Rồi xe tới rồi anh em ạ. Ui mưa quá. Rồi em lợn. Rồi anh em ạ, ui mưa quá. Để ở đây, bây giờ mình sẽ lên sân bay nhá. Ôi con này được đi du lịch rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào cao tốc Hà Nội Lào Cai này để xuống sân bay Nội Bài nhá. Tập trung lái xe anh em ạ, mình sẽ gác máy đây. Hẹn gặp anh em ở sân bay nhá. Tới sân bay rồi anh em ạ. Mưa to thôi rồi luôn. Để mình xuống xem con lợn nó có ý đùn cho xe tí nào không. Cho mấy ông kia còn để vali hành lý các thứ nữa đã chứ. Để xem nào. À đây rồi, vẫn còn ngon lắm, mình xem thử. À nó không bị đùn gì đâu. Vẫn ngon anh em ạ, đón mấy ông sếp kia thôi. Rồi vào sảnh anh em ạ. Đây bắt được ông đầu tiên đến sớm nhất này, ông Mót Minh, Minh Hàng Bom ở dưới nhá. Chào anh em hát nào. Chào đêm nhá. Ở nhà không khu Hàng Bom đi đây làm gì đây? Đi kiếm Minh Đản ơi. Đợi còn ông Phúc mới Tèo Minh nữa nhỉ. Đúng rồi. Đây anh em đang ngồi giật mình, đợi vợ chồng Phúc Thuyền ra. Ra. Chào giám đốc nhá. Không ở nhà đóng pin đi làm gì đây? Đây dẫn thêm ai, dẫn thêm em gái ra đây à? Em gái rồi. Còn Minh với lại Minh mới Tèo, ông Mót Minh nữa anh em ạ. Ông này là ông Minh Minh em, còn ông Minh anh nữa. Đấy rồi. À, im để ra. Ôi ngồi giật mình. À, không nghĩ để Thuyền ra kéo bảo nhau nào ra ấy. Minh đâu, Tèo đâu? Tèo đâu? Chào xem chưa? Đâu, đi đâu, trốn đâu ấy? Ơ, ở đâu rồi nhỉ? Tèo trốn. Tèo trốn đâu? À đây, còn chưa trốn nữa. Ôi, chào sếp rồi, chào nhìn xong nhá. Đâu nút bạc đâu? Dạ. Về nhà khui à? Đây. Mở luôn cho anh em xem hết nào. Mở luôn tại sân bay chị. Lấy vía. Đúng rồi, lấy vía chứ. Cho nằm cái vali xuống một phút. Mày bỏ ra thấy bể mất này. Bể mất này. Đây, chưa khui đúng không? Chưa khui đúng không? Em mới khui tối. À, khui tối chưa? Đấy, chị ân thầy phải thế chứ. Ồ, đây anh em ạ. Đi về thôi. Về anh em ơi, sờ miếng bạc cái nào anh chưa được sờ bao giờ. Đi về anh em ơi. Ngoài đang lạnh lắm anh em ạ. Có 18 độ thôi. Ở đây có mỗi mình này. Mấy ông Minh là quần đùi áo thun. À Phúc nữa đúng không? À Phúc nữa đây đấy đúng không? Ở đội này mặc đi anh em ơi. Ô tạnh mưa rồi. Rồi bây giờ cho vali của anh em vào chung với lợn nhá. Tèo ơi, tiền đâu? Tiền heo. Đấy, nhét tạm vào đây thôi, cứ nhét vào đi. Cho nó đặt Tèo đi nằm chung luôn được gì nữa. Để ngang ra rộng hơn Tèo ạ, để ngang ra được nhiều hơn. Ui ra đây dặn đấy. Để ngang từ ngoài. Đấy đúng rồi đấy, cho tất vào đi luôn đi. Còn Phúc Thuyền cho đấy vừa luôn. Thuyền lên xe trước đi, Thuyền cho lạnh Thuyền. Đấy, còn của Phúc nữa thì là thế thì có cái này dựng lên, cái này dựng lên Tèo ạ. Dựng lên. Đấy, đúng rồi. Vừa rồi, đẹp rồi. Mở khóa rồi mà. Về thôi anh em ơi. Đón được khách rồi. Toàn giám đốc mới chủ tịch đi. Ê, khách sộp rồi. Tèo xem nào chăm sóc anh em tốt vào nhá. Hôm nay là tất cả vì chú thôi. Không có của chú nút bạc 100.000 sắp thì anh em lấy đâu ra bữa nhậu hôm nay. Phải
Thôi anh ơi có 100. Rồi bọn mình sẽ tắt máy anh em nhá, tập trung lái xe chạy về nhà đó. Về nhà để đun nước làm heo hết các thứ. Theo sẽ lợn đã, con lợn trước. À dừng đó. Mạnh ơi, Mạnh ơi. Để bảo ông mót mạnh anh em ạ, xách con lợn xuống. Mạnh ơi, xách con lợn anh Phan. Đây, xúc già gái đỏ TV. Khỏe khỏe không chứ? Xách con lợn anh Phan. Quang đâu rồi, con Lê đâu rồi? Con này nó không đi đùng tí nào luôn à? Ơ sạch nhỉ? Không có gì luôn. Không có. Đây. Ồ, đang mưa lắm anh em ạ. Rồi mời anh em ăn sáng với đội mình nhá. Đội nghèo quá, ở sân bay không có gì ăn anh em ạ. Phải về đây để ăn mì tôm này. Tất cả anh em sân bay hết nhỉ? Còn ai đâu nhỉ? Đủ bao nhiêu rồi đâu đúng không? Đúng rồi. Thế biết thế vào sân bay ăn lũ quên luôn nhỉ? Mời anh em nhá. Bà vợ mình vừa nấu cho này. Mì tôm, đậu, thịt, mới lại dưa chua, ui ngon quá. Về phát là có sẵn đây rồi. Góp tôm à? Cái đấy là quả kiên. Quả kiên hôm qua đây. Ông Kiên đem thùng bia mới lại cả. Này không lót bốc đúng không? Thùng hàng ở đây nhờ. Đâu có mạnh đâu. Không lót bốc ở đâu, bia mạnh đâu. Thôi Tèo ơi vào kê núp lên kia Tèo ơi. Đừng đứng kế đấy. Bật điện cho sáng. Đó. Ở đây. Đây Mạnh ơi, của Mạnh đây à? Cái này là quả quan Lê đúng không? Cái này là bánh ngoã. Đây. Bánh ngoã của Vinh Phúc anh em ạ. Ông mót quan Lê ông góp bánh này này, ông Mạnh này góp xuống bia. Đụng hàng mấy ông mót Kiên rồi. Đâu tôm đâu? À đây xem hai quả của ông nào. Đây, đây là quả Phúc Thuyền. Ơ tôm đông lạnh nhỉ? Cái này là mua siêu thị hay là làm? Tôm tươi chứ. Tôm tươi chứ. Ai cho đông lạnh em làm bảo? Sao sáng nay không mua đâm tươi ăn phải ngon không? À, đây là quả mót Minh Minh xem là sâu nào Minh. Có những gì đây? Đá khô ăn. Đá khô đấy không? Cái này là cá, vẫn cá nhung lọ đúng không? Vâng. Có đây cá gì nhung lọ như mình nhỉ? Cá chỉ vàng cờ đúng không? Mực này. Cá đuối đúng rồi. Đủ không nên lôi hết ra nhá. Đây anh em đã theo đấy đúng rồi. Ôi, tha hồ luôn anh em. Đây là cá đuối này, quay gần cho xem con máy này nét không? Mình đang quay bằng con Pocket 3. Con này là nét sướng hả? Thế mà thiếu sáng này vẫn quay nét như mình nhỉ? Rồi thêm ông Mod Kiên. Kiên Xiaomi khỏe không chú? Ê, mod mới, chào chú Mạnh nhá. Ở chơi Mạnh. Đây đến chung vui cùng mod Tèo. Đây có thêm một khách trường nữa. Ôi khách bây giờ đến. Chào khỏe không chủ tịch? Mod mới. Đâu Tèo đâu nhỉ? Phúc bảo khui khoe nút với anh em kìa. Vừa nãy khoe ở sân bay rồi. Khoe tiếp Tèo ơi. Tèo bây giờ phải bê lên đi khoe từng anh em á. Ở đây có ông có chưa? Ở trong này Phúc hình như được mười mấy nghìn. Em được 15. Trường có một kênh rồi, trường một kênh cái đang 97 hay 98 gì đâu. 98 chưa nhỉ? 99 rồi. Không, mới 98 thôi. Không, hình như 96 thôi á. Để xem thử đây. Quả trường mới có 96.800 thôi. Đây quảng cáo kênh trong trường luôn anh em ạ. Ông này cũng đệ mình nha, nhưng mà đệ đời trước Tèo. Tèo vượt mặt rồi. Đây. Tèo show đồ cho anh em xem Tèo ơi. Đây. Nó có cái cảm ơn, thương cảm ơn hết này. Ố. Bây giờ là nó chuyển qua tiếng Việt rồi. Cái thời của mình nhận anh em ạ là năm 17, năm 2017. Nút vàng, nút bạc đều là thư tiếng Anh hết. Bây giờ của ông Tèo chuyển hết tiếng Việt hết rồi. Đây, bạn có nhớ người cho đăng ký cho kênh của mình không? Người thứ 100 hay thứ 1.000? Ủa hay lắm này. Chắc bạn vẫn còn nhớ và chúng tôi biết chắc chắn bạn sẽ nhớ người thứ 100.000 đăng ký cho kênh của mình hay nhỉ? Bây giờ thư đọc hay hơn ngày xưa. Này, cái này có Shopee mới có tiếng Việt. Thật đấy, Tèo cái đặt Shopee sao có tiếng Việt thế nhỉ? Đây, bảo tàng. À, còn có gì đây không? Chúc mừng bạn đã chạm mốc đăng ký. Chúng tôi vinh dự khi cùng chia sẻ thành tích của bạn và muốn biết trải nghiệm của bạn trở nên thật đặc biệt. Phần thưởng này được kiểm tra và đóng hộp tận tình bởi Rick. Đấy. Nếu phần thưởng của bạn bị hư hại trong quá trình vận chuyển hoặc bạn có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ YouTube Creator. Đấy. Ô Tèo ơi, có chú bây giờ tiếng Việt của anh hay chưa tiếng Anh hết? Cái của em là Shopee mà. Chú Shopee đúng không? Anh nó có bảo phiếu bảo hành này, nếu mà không ấy thì liên hệ với bên bộ phận khách hàng của Shopee luôn. Đâu giờ vô là Tèo nhìn ra là mà sao nút bạc trắng thế mà chú nhìn đen thế? Em bảo lấy cái bản màu đen mà nó không có. Rồi hôm nay chị ân thầy cái gì đây? Cảm ơn anh giúp đỡ em trong thời gian qua. Thời gian qua thôi á, ít thế. Đến nay đúng rồi. Thế không nhờ anh chứ không bây giờ em đang khoan giếng. Em khoan giếng rồi thế. Cảm ơn anh rất nhiều. Tối nay cảm ơn nhiều rồi nhá. Anh em hôm nay phải để ý chăm sóc Tèo của anh nhá. Theo kịp Tèo nhá. Để nhắn luôn. Bây giờ là Tèo ở một đẳng cấp khác rồi. Anh em mà muốn chơi với Tèo là phải làm sao mà theo kịp Tèo được.
gán đi anh 65.000 người nữa. Anh cho em đứng gần gần chứ. Rồi vô vô đấy đâu. Đây để lấy ảnh, lấy ảnh hay điện thoại thôi, điện thoại thôi khỏi máy ảnh nhỉ. Lấy máy ảnh là được, à điện thoại đi khỏi máy ảnh. Phúc có lôi máy ảnh đi Phúc ở trong cái hộp chống ẩm ấy. Có sẵn len đấy rồi. Đấy. À chụp tèo nhá. Dạ. À 2 3 này. 2 3. Rồi, đợi lấy máy ảnh bấm hết cho nó nét, cần 6 phông nữa không? Đây chụp một cái dọc không? Thấy cái này thôi. Rồi đúng rồi, đây đây để cái này. Đây nha. Ai bấm cho anh cái Minh Minh. Bấm anh thôi. Rồi được chưa? Rồi tiếp này. 2 3 này. Đây một nút nữa cho đẹp luôn. 2 3 đó. Vui mỗi thế đấy anh em ạ. Đấy đúng rồi Phúc, lấy con đấy, sắp không luôn. Đây, ui giời ơi. Cái này mới phê là tẹo. 2 3. Con này nữa nha. Rồi, xin lên một tí, lấy đây full nút luôn. Ông kính này nó crop, xin lên một tí, đúng rồi. Rồi ok, ô đi trên đất luôn à? Dạ. Trên đất luôn đúng không? Thế luôn cả hai đúng không? Đại gia trên đất à? Nào, 1, 2, 3, rồi, ui rồi, có ai mà hưởng hưởng sái hoặc tèo tí thì bao, đây đúng rồi đấy, kiểu trao cho tèo đúng không? 2, 3, đây không? Cái bằng tốt nghiệp nữa, không, thường này nó phải kẹp cái phong bì ở đây. Phong bì đây đúng không? Nào đây, thay mặt YouTube nhá, trao nút cho tèo. 2, 3, rồi. Nào, Minh có quay chụp gì không? Quay đúng không? Phúc chụp, chụp 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 một cái đi Phúc, chụp chụp một cái đi Phúc ơi. Ok chưa? Nhìn Phúc, nhìn Phúc ạ, nhìn Phúc ạ. Nhìn Phúc mình. Kẻ đây. Rồi ok. Đấy có thằng đệ tốt nghiệp nó khác hẳn ngay. Nó khác bọn ngay như thế. Phúc ơi xem nào đến ngày của chú đem ra cái. Đang canh nước anh em ạ, sắp sủi rồi. Mưa gió nó chứ, đội này ăn được miếng của tèo khó quá. Đang kêu là vất vả quá. Ông Mót Quang có thằng em trai đến từ nãy giờ trốn đâu ạ, đun nước à? Đun nước. Đây sủi rồi. Ờ đừng chậm nữa. Được rồi, cái này được rồi đấy. Đủ rồi. Bây giờ đợi để bố mình sang để cho tiết. Ai đánh canh không? Bố đang quan kìa. Có ai đánh canh không? Không. Chắc mới bố anh đấy đúng không? Mạnh mới làm không mày? Em không biết. Thế đầu chọc bụng to này chuyên ra ăn nhậu mà không biết. Không. Cái gái không biết cơ. Ông bụng to thì không biết đâu kìa. Ông Tèo ông đi mua quà tặng admin đúng không? Dạ đúng rồi. Mua vừa vừa nhá. Dạ. Lấy con bắt tải cái đi. Lấy con tải đi à. Ô lấy mô tô đi, anh lát cho nó thông máy. Con xe này có chạy gần 200 cây này, mình chạy 100 cây rồi còn đâu. Bao nhiêu cây rồi mình? 169 rồi. 169 à? Đúng rồi. Chú đi 100 cây là chắc rồi, nó đi bao nhiêu lượt. Để tính sau anh ơi. Đây anh em ạ, chuẩn bị nhá. Cái đoạn này mình sẽ không quay. À, bây giờ có mổ ông Tèo thì quay được thôi chứ còn mổ lợn ai dám quay. Đây bố mình nó tức canh anh em ạ, ông sang rồi. Ông Tèo đang nghịch bình hơi của chế hôm qua của mình này. Này làm việc trên xe được anh ạ. Sơn nếu mà những cái lại sơn nhỏ nhỏ đấy. Bố mình vừa cắt tiết xong rồi, đang đánh tiết này, chuẩn bị tí làm tiết canh. Lợn rừng là có phải có tiết canh anh em ạ. Rồi Mót Đức anh em ạ, Đức Hà Nội. Và tao xếp nhá. Đấy vấn đề mà Mót đi chứ. Đấy. Đấy. Áo nào phải cất tủ. Bà chủ của kênh nhân tạo này, đặt áo Mót cho Mót mới. Đạt cao hơn mình nhiều đúng không? Cao hơn mình nhiều. Mình chưa. Mạnh chưa? À Duy Mạnh, thằng Mạnh cũng lấy chiếc áo này đúng không? Một ít lờ đúng rồi, lấy Mạnh luôn. Đấy, tí nữa lúc nào nhậu thì thay mình nhận đỡ bẩn. Được chưa? Đó, ôi Mạnh đâu? Em Mạnh đây. Áo Mót. Ông này quên ở đây có luôn. Mạnh bao nhiêu cân nhỉ? Em 63 cân. Thằng này phải à thế đây là vừa. Cái này là vừa luôn. Đúng, vừa. Đúng rồi, lúc nào nhậu là mặc. Theo đâu? Quay phát. Đây tặng hai ông Mót mới anh em ạ. Ông này là đầu gấu này, bảo kê cái chứng tạo. À, nào. Cái tay che logo. Ok chưa? Con à, đúng rồi, đứng hai ông luôn. Đấy đúng rồi. Nào, kiên chụp phát. Chưa? Mình tí nữa bán ra nhá. Mùa đông anh em ạ, ngồi sưởi đúng bài luôn, Tèo nhà thích nhỉ. Ở trong Đắk Lắk chú có kiểu lạnh lạnh như này không? Mùa đông nó cũng lạnh như này đúng không? Có bao giờ lên 8 9 độ như ngoài này không? Không, thì em đi lạnh nhất là 11 độ thôi. À thế là bình thường. Chắc chỉ Cần Thơ mới không có. Tầm này là đến 6 giờ tối là đúng bài luôn, vừa đẹp. Đây bà chủ kênh nhân tạo anh em ạ. Ô yết đứng giám sát quay nhìn ai nào. Chú này ăn chay 15 ngày nhìn như người mẫu tóc rồi quay tròn vòng như nào. Chú này người nhỏ lắm rồi. Đấy Hạo Trường ăn chay 15 hôm đấy, bây giờ nhìn gầy hẳn luôn đúng không? Nhìn vừa đeo luôn này. Anh giảm được nhiều cân rồi. Anh vẫn nguyên si luôn. Hôm nọ lên 2 cân cho bây giờ giảm. Không ăn thế đâu mà giảm. Bây giờ lại vừa cân như hôm đấy rồi. Đeo giả vờ làm đúng không? Chú thì giả vờ làm như là màu tí gì. Lại là...
giả vờ thể hiện sự chân thành như thế. Nãy giờ Nguyên nó mót trường nào nhau ạ? Mót quang nữa chứ, à quên mất đây, tí sót một thằng em này nãy giờ làm nhiều nhất đúng đây đây. Từ đầu tới giờ nhìn lại cảm giác như kiểu là nấu bánh trưng ấy mạnh nhỉ. Lạnh lạnh nữa. Lạnh lạnh nữa đúng không? Ui giời. Ơ có ngô không nhỉ? Hình như phải ra cũng đa mua. Đúng rồi. Lấy ngô về đây nướng ăn. Ơ ông Tèo đang thử con xe ông nọ mình mua về định chế anh em ạ. Để nó xem nào. Ui. Ra đây xem nào, đi dắt ra ngoài đi, ra ngoài đi. Kinh quá anh em. Con này để đi luôn anh ơi, chế phí quá. Con này không trang điện tử anh. Trang điện tử lũa không phải, bằng cơ. Rồi cứ dắt ra ngoài đi. Rồi đi rồi đấy, lên số 1 đi được rồi đấy. Đây, mót Minh đi con chiếc BV rồi. Đi vòng thế nào. Ghê phết đấy. Ui, to phết. Ơi, hai chúng đâu gặp nhau. Ê, mua tặng anh thùng bia. Ôi, anh kéo tới khu 1 mới có đúng một thùng đó. Đúng thùng luôn à? Qua khu 1 của anh. Khu 1 là đâu? Khu 1 ở... Khu 1 của anh cái đền Hồng á. À, trên Hồng nhìn đúng không? Trên Việt Trì đúng không? Cho đi xe cảm thấy nào em. Mỏi mỏi tay nhỉ? Mỏi tay lắm, anh bảo đi này mỏi tay lắm mà đây. Mua trên chun bụng luôn à? Không dám lên hết ga. Không dám lên hết ga luôn. Con này mà bốc đồng luôn. Ga vừa bốc đầu đúng không ạ? Ga lên. Ôi giời, con này không có đi xe côn mãi. Không, cái côn này nó hơi cao. Côn số 1 đi ra, số 1 rồi. Đây là số 2, chắc là số 2 rồi, số 2 rồi. Đấy. Dân là xe đẹp mà. Ồ, sáng nhỉ. Lên đi. Không, thường thường nó quá tải của nó đây, nó thế. Mỏi chưa? Mỏi lắm rồi, mỏi lắm. Đâu, mạnh thì thử đạp phát chứ đâu. Anh mạnh chắc lên được 100V không? Quả nãy là phải hơn 220 luôn đấy, nó mới sáng trưng đấy, đúng rồi đấy. Này, lên này. Ui. Sáng trưng luôn. Nếu mà đặt mạnh quá nó bị trượt. Đúng rồi, thế nữa. Cái này phải xích nhưng mà chả trượt. Đi có loa bao giờ nó cũng chẳng hay trượt trượt, đúng rồi. Mới lại dây mới không sao đâu, tại tôi tận dụng dây cũ. Anh đạp nhưng mà nó tiến lên là 8. Chưa sáng bằng ông Minh kia. Chưa sáng bằng Minh kia sáng hơn. Dạ. Mỏi ở đây, mỏi lắm ơi. Bây giờ ai đây tổ chức, ông nào đạp theo bóng đèn này có thưởng không? Minh giờ nãy Minh đạp sáng hơn nhiều luôn. Vì cái dây cua này nó kiểu nó bị trượt trượt đấy. Dây cũ hơi nhão hơn tí rồi. Đấy. Ôi nó bừng lên phát. Tại vì 200W nó phải đủ watt nó mới sáng. Nếu mà những cái loại mà 20W á, 20-25W là yếu nó vẫn sáng được. Nhích nhẹ sáng. Nhích nhẹ là sáng. Cái này 200W lận. Nhìn vào rồi nó giật ngoan. Chật sao luôn. Đang trêu. Mình đang trêu ấy. Thử biết luôn. Mỏi chứ Tèo, mỏi chưa? Đâu rồi anh ạ. Nhà mất điện này đạp ăn cơm thoải mái. Ôi đấy thế. Mất điện cứ đạp cho vợ con ăn cơm sáng trưng luôn. Xong rồi ăn sáng lại kêu lại nhá. Máy xay có anh em ạ, nhưng mà không cho hai ông này xay. Làm cho có việc. Làm tí ăn nó mới ngon được. Ô Đức mặc áo đấy bắn vừa qua áo không Đức, không không gì luôn. Đan pha thế làm sao ăn hết lợn còn Tèo nhá, bốn mâm đấy. Ăn hết sạch luôn nhá, để cho Tèo hôm nay là nó thể hiện tấm lòng nó là phải ăn hết. Ui giời, nhìn ngu rồi. Tí nấu cháo không nhỉ, làm tí cháo này thôi. Ừ, thì nấu cháo ăn được. Đấy, thuyền việc nhẹ lương cao, mỗi ngồi trong bếp có gì đâu. Minh ơi, lần đầu ra nhà kinh tướng tạo này thế nào, cảm nhận sao? Tuyệt vời rồi. Anh em có khó gần không? Đó, dễ gần. Đây mình dễ gần mà. Đây nhá, của em còn chỗ này là anh dễ gần hơn nữa. Còn hết nữa. Có cái ấy chưa Đan? Hả? 25 đúng không? Có băng đây rồi. Còn lá cút tuần 20 ngọn chưa? Có. Ờ rồi. Ờ, đây ông Phúc với ông Trường làm lòng anh em ạ. Mọi khi là Trường với anh Thập. Anh Thập hôm nay trốn đâu rồi ạ? Trốn rồi, 2 lần thôi. 2 lần nữa. Toàn mạnh như Quang nhỉ? À, Trường mạnh Quang à, mạnh nay đâu nhỉ? Mạnh trốn nay đâu rồi ạ? Ăn này trước thì tí làm sao mà say được rượu và bia hả mà anh? Đây nhở, mua cái bánh tặng mốt Tèo đấy. Đó, làm đúng hình nút YouTube luôn nhá. Đánh cầm điện rơi mất. Đây, đây nhở, tặng cho mốt Tèo cái nút đỏ nhá. Đấy.
Tèo ơi, Tèo ơi. Ây à, chậm thế. Đoán nhầm cái gì, đoán nhầm cái gì? Chắc là... Anh không biết. Bánh keo. Đây, tặng cho chú cái nút đỏ nhá. Nút này là YouTube không có đâu, chỉ có nút vàng với lại nút bạc, nút kim cương thôi. Mỗi mình anh có nút đỏ thôi. Đấy. Mạnh em bao giờ đến lượt Mạnh, Mạnh ơi. Bao giờ đến lượt chú lấy nút. Em cố gắng. Cố gắng. Run đấy. Quá anh ạ. À. Ôi. Đấy. Ôi, nút đỏ nút này là 10 triệu giúp anh. 10 triệu giúp rồi. Ai có nút đỏ hay đâu. Độc quyền của cái độc quyền. Ấy à, chúc mừng chú nhá. Ôi, đẹp quá anh ạ. À. Đấy, mót tèo này, 100 ngàn sắp anh em ạ. Còn có số 100 nghìn nữa, nếu là tối thì thấp. Tèo ơi, tối nay xem nào chăm sóc anh Trường đi chứ. Anh đang có tâm sự buồn vậy mà anh còn phục vụ mày từ đầu đến cuối thế. Mà ông đấy định dỗi không sang ấy. Đấy thật đấy chứ đấy. Không thể bỏ thằng Tèo được đúng không? Đội mình anh em ạ, chuyên đúc rồi nhưng mà làm giả cầy nhá. Là có giềng, có đỗ, có lá mơ, mới lại có thịt băm những thứ là gia vị nữa. Có thêm ít mà thì một tí mắm tôm nữa luôn đấy. Đấy mới thơm. Đúng rồi. Chứ làm rồi lợn ăn chán lắm, làm lòng giả cầy ăn ngon hẳn luôn. Đúng rồi. Thời tiết hôm nay phù hợp, khá phù hợp. Không, thời tiết này ủng hộ vết nhỉ, lúc trưa này mưa. Ủa lúc đi đón anh em mưa tầm tã bây giờ vừa đẹp luôn rồi này. Úi giời ơi, ông kia, úi giời, úi giời. Cái giống này như hồi bé mình hay chơi rồi. Hồi bé anh mà hay dùng những cái mo tre á. Cái mo tre, mo câu á. Cái mo câu á, đạp bạch 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 bạch. Đấy đúng rồi thế. Chín rồi anh em ạ. Ui vàng khe. Mấy cái xiên này vào sau đúng không mày? Tèo không đứng canh nữa Tèo. Không đứng canh thịt nữa. Quang này có bạn là có đệ chốc. Quang này bảo Mạnh ủng hộ cho. Được chưa? Được chưa? Cái thằng nổ đục cái bây giờ. Đây để chiên cho phải nổ đi. Đúng rồi. Cả đội bây giờ đợi mỗi cái chả này thôi. Bố quanh hết đây rồi. Vừa ấm nữa chứ. Đây là sườn xào chua ngọt anh em ạ. Nem rán này. Đây bà Hằng, chị gái mình vừa cuốn xong. Bà Thuyền bây giờ đang chuyển ca để đứng cái canh. Ngoài này là ông Trường này, bà Đan với ông Văn Phúc. Đang bắt đầu là bày ra mâm dần rồi. Ngon quá anh em ơi. Xung quanh này sẽ là thịt nướng này, dạ dày, nói chung là lòng rồi. Ông Trường xếp xung quanh hết luôn, thịt nướng, lòng rồi, dạ dày xung quanh các thứ đầy đủ. Chân giò thì ông Trường sẽ cắt ra nữa này. Đó, để xem ngoài cái đội đây trên này còn thịt này nó chưa thái chưa này. Thịt nướng, tiết canh cái thứ này, thịt nướng bóng đêm của đội Minh Quang này. Ở ngoài cái đang nướng những cái đồ hải sản của ông Minh với lại ít của ông Kiên đúng không, để ra xem nào. Ui ngoài này đang thơm lắm rồi. Ông Minh chính thức đạo diễn cái món của ông. Ông ấy đem tất cả hải sản của Bà Rịa Vũng Tàu đây đã anh em. Mực này. Cái đoạn này là ướp gia vị hết rồi đúng không Minh? Anh em mình chỉ nướng xong là cắt là chiến rồi đúng không? Đấy, à có thêm có lấy gì dầu mỡ gì ấy hay không? Không cần đúng không? Đậu này là đang nướng cá này là cá chỉ vàng của Minh Đà Nẵng đúng không? À Minh Vũng Tàu đúng không? Minh em bảo là cá bò. Cái này là cá bò ấy. Cá bò à? Cá bò, đây mới chỉ vàng này. Cá chỉ vàng đâu? Đây. Chỉ vàng của Kiên đúng không? Kiên đem đấy chứ? Vâng, đây là cá chỉ vàng. Thế là chú Minh là đem mỗi không đem cá chỉ vàng bao giờ đúng không? Thế cái này. Sao lại chú bò, ai bảo cá bò? Cái con này là con cá bò này. Thế yeah. Yeah. Chú mua là kêu là cá gì? Cá chỉ vàng á. Chứ thế cá chỉ vàng chứ mua cá chỉ vàng thôi. Loại ngon như này mà mình nhập ở chỗ quen ấy à. Là họ bán giá nhập là 200. Là 200 cân đấy đúng không? Còn cái loại có loại tầm 160, 170. Cái loại này ở ngoài quán nó kia nó bán 350. Cái này ở bãi bằng anh mua 250 một cân như thế này bình thường này. Không, nếu mà mình mua cá bình thường 250 một cân. 250 nhưng sẽ rơi từ loại tầm 160-170. À thế á, lại 100 nghìn cân à? Vâng. Như cái loại mà có hạt vừng rẻ nữa. À, cái hạt vừng thì ai ăn rồi. À thế là Hồng Thắng mấy lần gửi anh cái hạt vừng là cái loại rẻ đúng không? Cái loại đấy là nó ướp về để cho nó. À, thằng này bóc phốt Hồng Thắng rồi. Hồng Thắng mấy lần gửi cái hạt vừng ấy. Nó ướp để cho nó ôi bớt cái tanh đi. À thế là cá bị ôi luôn, ướp hạt vừng vào đúng không? À thế Hồng Thắng mấy lần tận gửi cái loại cá hạt vừng thôi. Rồi Hồng Thắng toang với Kiên rồi. Chú Tèo đâu ấy nhỉ? Ở đây nấu kỹ thế. Có mời anh em vào đi Tèo, mời anh em như của nhà mình đi chứ. Đi vào anh em ơi. Đầy đủ luôn rồi. Bia thì khá nhiều. Một thùng của ông Mót Kiên này và Mót Mạnh kia. Cái này là một thùng của ông Đức. Hai thùng này là của ông Minh. Ông Minh là một thùng Tiger nhưng mà một thùng Huda. Mình thì lấy ba két kia rồi. Ba két đây. Ba két Tiger chai kia. Đấy, chắc chưa cần dùng đến đâu. Đầu tiên sẽ thưởng thức cái bia Huda của ông Minh nhá.
đèo xem nào cho anh em ăn lợn khô à, không có đồ mồi miếng gì đấy. Anh em ủng hộ đấy anh ơi. À, cảm ơn anh em gì không? Dạ rồi. À, trước tiên thì em xin cảm ơn anh đã giúp đỡ em từ trước đến nay rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả anh em hôm nay đã đến chung vui cùng với em. À, chúc anh em sức khỏe và ngày càng thành công. À, công như em đúng không? Dạ. Em. Chúc anh em, gần bằng em. Rồi, cảm ơn anh em nhá. Dạ. Thay mặt tất cả anh em, làm tất cả anh em luôn lên đi. Mời Mốt Tèo cái. À, chúc Mốt Tèo sớm có nhà, có xe nhá. Dạ. Có kênh 1 triệu sóc. Dạ, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn anh em. Ê, tất cả mọi người nhá. Nào, anh em nào làm phát luôn đi. Cảm ơn thầy Thắng. Ôi, thằng học trò đầu tiên nữa, đúng rồi. Học trò thứ hai cho ba tốt nghiệp rồi nhưng mà khóa mới là này đầu tiên. Ôi, cầm bắt tay mà uống luôn. Đúng rồi, phải tri ân. Đây là tri ân tất cả anh em đấy, còn thầy chưa thấy gì đâu. Mới sao mà. Đây, sinh nhật cu nha bạn, được ké chút tèo anh em tặng này. Đây là cái này của bố mẹ, mở như nào. Đấy, bố mẹ tặng cu 9 tuổi nha. Con ngoan học giỏi vào nhá. Này, cu này, bưng ô tô của bố đấy. Đây, bố quay được rồi, còn tí mẹ chụp cho. Đấy, cu thổi ô tô, bay ô tô đi cu. Đây này, cu này. Trong cu cảm ơn, cu nâng đấy. Trong cu cảm ơn cô chú đấy con, bước nhẹ thôi. Mình biểu cháu mình. Đấy. Chúc mừng sinh nhật cháu Quân này, cu cảm ơn cô chú đấy con. Cảm ơn các cô chú bác đã gửi cho cu. Nào. Được rồi, bưng đi con. Cảm ơn các cô chú cả. Cảm ơn đi con. Rồi, thế chúc nến nó tí thổi cho ăn xong rồi thổi nhá. Đây của chú Đức cô này. Đây của chú Đức. Chú bảo rồi, Quân nó phải dẻo dai như người nhẹ. Rồi, happy birthday, chúc mừng sinh nhật cu Quân. Đấy, cảm ơn chú Đức đi con. Cảm ơn học giỏi nhá. Đấy, sau này chú có con bé xinh lắm cu ạ. Có muốn làm con rể chú không? Câu này mèo ánh nắng, ai chẳng ước mơ. Ai ước mơ đúng không? Thằng nào ấy này? Thằng nào nói ra? Cậu chú cho ai? Còn ai vào đây nữa? Mấy mà lại có hai ba nút treo ở nhà anh như thế đâu? Mà tèo trên tóc nhìn bạc đó nhỉ? Già này nó bụi kiểu gì? Nhìn bẩn bẩn ấy. Bẩn bẩn. Tóc bẩn bẩn. Nhìn nó nhìn bẩn bẩn không? Không, cái nhìn màu tóc nó khác. Không phải đâu, hình như nó sơn màu trắng bị bắn vào sau ấy. À đúng rồi. Đâu mà sơn, em có sơn gì đâu? Mà tóc trông nhìn đen khác đúng không? Tóc đen, trông đen bóng, nhắn nhìn như kiểu nhìn nó bạc rồi. Bụi bụi. Phúc cầm máy anh lại cho tóc lên tèo nào. Đâu không? Em là nơ. Nhìn tóc chứ nào, nhìn tóc kiểu gì tóc nào? Tóc mình trắng đúng không? Tóc trông đen. Tóc lại trông đen, tóc lại trắng à? Nó hơi trắng trắng như kiểu bụi bụi, dính bụi nhá. Anh tóc nó bẩn đấy. Keo lại cho bụi đầu đúng không? Anh tóc keo. Rồi, tèo đi mời đội kia anh em ạ. Bọn mình sẽ chiến đấu đây nhá. Ủa cái chỗ này còn nguyên xin này, anh em xem nó, anh chén đi chứ, còn nhiều thế. Cái này ngồi đến 12 giờ đêm chết mồi. Nó cứ ăn trong nhi thôi. Thôi hẹn lại anh video sau nhá. Cảm ơn anh đã xem vlog của bọn mình. Vlog ông Tèo Vinh Quy bái tổ tri ân thầy thôi. Bái tổ về làng. Bái tổ về làng thôi. Ông Tèo qua bên kia rồi. Mình sẽ gác máy để ăn đây. Hẹn lại anh em video sau nhá. Nào, mình có chào anh em nhiều không? Mình chào anh em nhá. Rồi.